Lần đầu tiên giành vé dự Thế vận hội là một phần thưởng to lớn cho nỗ lực của Đức Phát trong thời gian qua, xét đến việc anh bắt đầu cuộc đua khi đứng ngoài top 300 thế giới. Hiện tại, Lê Đức Phát và Nguyễn Thùy Linh tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Từ Sơn, Bắc Ninh, chuẩn bị cho Olympic. Các hai tay vợt này cũng có kế hoạch thi đấu một số giải quốc tế trong tháng 5 và tháng 6 để làm nóng cho Olympic Paris. Như vậy, tính đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã có 10 suất tham dự Olympic Paris 2024,